chương trình Sao Hỏa Sao Kim. Chủ đề là cảm ơn con đã đến. Mẹ em muốn hỏi là bây giờ cái cảm xúc của các anh ở đây mặc đồ em bé cảm xúc như thế nào ạ? Kỳ, mệt, cọc, giống làm khùng làm điên. Tự nhiên ăn mặc trang điểm đồ đẹp đẽ xong rồi tóc tai nè, vuốt keo rồi cho cố vô. Em có tóc em còn vuốt được, còn anh là nãy nó tuột tùm lum hết nè. Đó giờ chưa thấy ai giống hai nít như bà Lực với lại bà Đạt luôn á. Lâu lâu rồi đó. Em biết mà có râu thiệt chứ còn anh Huy Khánh thì sao anh? Anh đang cảm thấy mình rất là tự tin trong bộ trang phục này. À, rất là tự tin. Nhìn anh giống một cô gái lắm. Còn Quỳnh Quỳnh em thì sao? Dạ. Ông xã em sao nè? Dạ em thấy ông xã em dễ thương. Là đúng cảm giác là kiểu như là dễ thương quá, đúng kiểu đó đúng nha. Thôi đi về đi, hai đứa đi về luôn đi. Dạ ơi dạ, bây giờ em cảm thấy chồng của em sao nè. Sáng giờ không biết em bé của em đã có ăn gì chưa, đi về chơi mâm sữa. Trời ơi. Và hôm nay thì cái cuộc chơi này thì dành cho nam thôi. Còn phụ nữ thì mình thì có một cái khác. Tức là mình sẽ chọn một người đàn ông mà mình cảm thấy mình tin tưởng được nhất thì mình chọn. Và cái điểm xuất phát của bốn người này là từ ở giữa. Và bây giờ mình nói xuất phát và người ta phải chảy cái ly sữa của mình. Sau đó thì mình phải hút hết cái ly. Anh hiểu rồi, có nghĩa là bốn người đàn ông đứng ngay đây nè, đúng không em? Kêu dạ. Xuất phát là bốn người chạy qua bốn cái bàn hút hết ly sữa. Ai hút nhanh nhất thì đó là người chiến thắng. Nếu mà chọn ai cũng được thì chắc em sẽ không chọn chồng em. Sao vậy? Bởi vì chồng em uống bia giỏi hơn uống sữa. Bây giờ thì mình sẽ đưa cái ưu tiên cho Quỳnh Quỳnh đi ha. Dạ. Bà bầu mà. Bây giờ sao em muốn chọn ai? Dạ em chọn chồng em. Hai chồng mới cãi lộn. Thì nhờ chương trình gắn kết vợ chồng em lợi. Chứ mấy nay đâu nhìn mặt nhau đâu. Giờ em về quê còn em đây, hai chồng ở riêng tầng rồi. Dù cho giận mà Quỳnh Quỳnh vẫn là chọn em, cho nên em vẫn là số 1. Em ơi anh sẽ cố gắng vì em. Bây giờ em chọn em không? Em nghĩ em sẽ chọn anh. Sẽ chọn anh khác. Rồi ghê vậy. Sai lầm. Ông Khánh là ông đang cắt đường, ông mới hỏi ủa sữa này có đường không? Biên tập nói có là ông cái mặt ông hơi nhăn nhăn rồi. Nói giỡn thôi chứ người ta nói là đồng vợ đồng chồng tát cái biển đông còn cạn huống gì là ly sữa. Em chọn chồng em. Được. Tới chị Phượng trước đi, ai cho em chọn trước? Tới chị Phượng chọn em. Đúng đâu có chuyện đó. Phượng chọn anh Khánh hoặc anh Lực. Không, cái đó chuyện của chị. Chuyện vô duyên. Ừ. Chị Phượng chọn Đạt đi chị Phượng. Không, chị là nhường cho em út mà. Bây giờ em chọn chồng em phải không? Ừ. Còn hai chai này bước ra tôi chọn coi. Bước lên bước coi. Hai chai này. Vô giữa coi. Ngu gì bụng bự hay bụng nhỏ nè. Dạ, chị Phượng ơi, chị chọn lẹ con em nó đạp quá nó mệt chị. Thôi ok, bây giờ tôi chọn thôi, chọn Khánh đi chọn. Hai đi qua lấy hàng dạt về. Không em không biết sao chứ từ đầu là cái trong lòng em đã quyết định là anh rồi đó. Thôi xạo quá đi. Từ đầu Harry Won đã cố tình chụp hình với tôi rồi. Đúng rồi. Cho nên Harry quyết định là lấy tiếng luật. Trời ơi. Một hai câu nói dễ làm tình bạn sức mẹ lắm. Là lấy chân thành, chọn là chọn tiếng luật nha. Dạ, Harry sẽ chọn anh tiếng luật. Đó. Em ơi khoan khoan. Dạ lúc hát quá. Dạ ơi, làm gì vậy? Dạ. Dạ. Có chơi dơ ở đây. Dạ dạ dạ. Dạ. Không phải em thấy nó bị trục chặt á nên em chỉnh lại. Nhưng mà giờ chỉnh lại chưa? Mà chỉnh hoài không được. Chỉnh lại không được thì thôi bỏ qua đi. Đúng rồi. Đấy. À, kính thưa quý vị, trong bốn con của chúng tôi hôm nay con gì? Con gì?
bạn biết không? Tại vì hôm nay nè, hôm nay chương trình tên gì? Cảm ơn con đã đến với mẹ. Thì hôm nay là 4 ngày mẹ xuất hiện rồi. Thì ở đây 4 người này là con của chúng tôi. Trời ơi. Rồi con Lâm có muốn gửi lời cho mẹ gì không? Mẹ ơi hãy cổ vũ con nghe. Rồi con thì sao? Con ơi cố lên nè mẹ Trương nè. Mẹ ơi đối phương của con nó khỏe lắm. Bạn ơi cố lên nha bạn. Rồi 1, 2, 3 bắt đầu. Bị phun sữa, có con thì ói sữa, rồi có con thì không bao giờ biết uống sữa luôn. Thầy sẽ phỏng vấn em bé, cảm xúc của em bé như thế nào? Em bé ơi, cảm thấy sao, có sốt ruột gì không? Thốn. Thốn. Bao tử nó bị giãn quá mức. Vậy thì tại sao uống hết chi vậy? Uống. Giờ cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Uống nữa mình là mất ói rồi. Mà nó cổ vũ nhiệt tình quá. Anh ơi cố lên, thua nhục lắm, thua hèn lắm. Còn có một em bé Harry phát hiện là không bao giờ uống sữa luôn. Đó là anh Huy Khánh. Ủa là con ơi. Nè. Không được dùng tay. Lấy dạ. Tại vì cái thằng bạn nó khỏe quá, vừa kịp hút cái hơi cái sữa nó trào ra, cái nó gị ngay bay qua bên kia, sữa chảy xuống. Tội nghiệp trời ơi. Tội nghiệp con chị á. Và có một em bé thì Harry nghĩ là em bé đó sẽ giành được 9 tháng. Tại vì lúc đầu em bé uống rất 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 là nhanh. Tại vì bụng của em bé rất là bự. Đó là anh Tín Luật. Trời ơi sữa dính vô đâu nè, máy cận cho mẹ. Trời ơi. Sao vậy anh, em tưởng là anh thắng thiệt á. Thì đó anh nghĩ là mình ổn rồi. Ủa? Lúc mà anh chủ ở đây nè là anh thấy rồi. Anh bình chân như vậy rồi, anh thấy bạn anh bên kia là đang bơi thế rồi. Dạ. Xong rồi anh thấy dạ nó hút giùm chồng nó, anh tức nó kêu ê, ra cái chực luôn. Trời đất, và bây giờ phải phỏng vấn cái cặp mà chơi dơ nhất nè. Con chờ anh hủ được cái gì vậy? Vậy nè anh đợi đó, em hơi bất ngờ tại vì vợ của anh chơi dơ là xưa giờ vậy rồi, cho nên em thấy cái đó không có gì bất ngờ hết trơn. Nhưng mà anh thấy những cái cạnh mà vợ của anh chơi dơ thì anh phải cản chứ. Có, tại sao anh cản không được, nhưng bạn anh lại không cho. Đừng mà em, đừng mà em, đừng mà em, đừng mà em. Bạn mình là
cô lôi lôi mình sao nó sao sao chị hả? Chị đừng nói nữa, con em nó sẽ rất buồn vì ba mẹ nó. Kính thưa quý vị, cặp đôi mẹ con 9 tháng đó là Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh. Chúc mừng là gì ạ? Phần thưởng hả? Phần thưởng á? Phần thưởng là 3 ly sữa còn lại. Đúng rồi, phần thưởng là những cái ly mà mình còn sữa đó mình sẽ được mang về. Nói chung là cuộc chơi hôm nay như vậy là đã xong xuôi một cách rất là vui vẻ rồi. Nhưng còn vòng tiếp theo còn hấp dẫn nữa. Chúng ta nghỉ giải lao trong giây lát.